chấn động, hé lộ bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bất ngờ trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, an nhàn hưởng phúc cả một đời, đúng trong 3 tháng cực phát tài này. Đầu tiên, xét cung mệnh quyết định cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh năm 1971 Tân Hợi thuộc mệnh kim trong ngũ hành. Người mệnh kim thường có chí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng và yêu thương. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ thường gặp phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Người tuổi Tân Hợi nói chung thuộc tuýp người khoan dung, độ lượng, dịu dàng trước lỗi lầm của người khác. Đó chính là bí quyết họ giữ gìn những mối quan hệ xung quanh được tốt đẹp. Người tuổi Tân Hợi có thay đổi chân thành, trung thực và thành thật, được nhiều sự tôn trọng từ bạn bè. Họ thường ấp ủ cho mình sự lạc quan và một ý chí mạnh mẽ lớn lao. Nhìn chung đường đời của con giáp này khá thuận lợi, bằng phẳng, nhưng không thu được nhiều lợi ích cho bản thân mình. Thuở nhỏ bản mệnh có thể gặp nhiều rắc rối, nhưng khi trưởng thành có thể thành công về nhiều mặt danh lợi. Dù vậy, con đường công danh của con giáp này chỉ ở mức trung bình, ngoài 37 tuổi, họ sẽ được hưởng cuộc sống sung túc hơn trước đó. Gia đạo ấm êm, không xảy ra xích mích, rắc rối nào quá lớn. Thời kỳ trung vận trở đi, sự nghiệp được hoàn thành, tiền tài dư giả. Phật A-di-đà chính là vị thần luôn ở bên phù hộ cho con giáp này. Phật A-di-đà là giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ Thế Giới, cùng Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, hợp thành danh xưng Tây Phương Tam Thánh. Ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Dù ở độ tuổi nào, thì người tuổi Tân Hợi cũng đều có lúc phải đối diện với những khó khăn. Nếu thờ phụng Ngài A-di-đà, bạn sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực, vô hình chung, tăng cường sức mạnh để vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. Cùng nhìn lại quãng đường mà Tân Hợi đã trải qua. Dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua 5 tháng của cuộc đời, người tuổi Tân Hợi cũng tôi rèn cho mình một bản thân hiên ngang. Ở độ tuổi này, Tân Hợi khi đứng trước mọi việc đều sẽ không còn sao động, não loạn tâm ca nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay làm là khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Tân Hợi có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị. Họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Tân Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì như một loại hồ đồ, kỳ thực không phải, ngược lại đó lại là một loại thông minh, sáng suốt vô cùng. Không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở độ tuổi này, khi đối đãi với người, Tân Hợi luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Tân Hợi có một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là qua thời gian trôi rèn, khiến Tân Hợi nâng cao tới một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Bước sang năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, người tuổi Tân Hợi vốn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, chỉ cần mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này, thì ắt vận số xoay chuyển, bỗng chốc trở thành đại gia, tiền bạc ào ào chảy vào nhà, tiền vàng nhét chặt két, xua tan hết mọi khó khăn trước đây, mà thay vào đó là một cuộc sống vinh hoa, phú quý, sung túc cho tới hết cuộc đời. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971.
xem tử vi 2024, tuổi Tân Hợi, nam mạng và nữ mạng, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp giáp bình hòa, vận khí bình ổn, ít chịu tác động ngoại cảnh, tự làm tự lo, thành hay bại đều do chính mình quyết định. Xét về địa chi, Hợi gặp thìn bình hòa, vận khí bình ổn, công việc làm ăn duy trì như cũ, ít sự đột phá lớn hay thành công rực rỡ, tiền bạc có vào ra cân bằng, làm ăn buôn bán lúc lời khi lỗ, quân bình lại vẫn ở mức khá. Gia đạo hay sức khỏe đều không phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, có xung đột trong các mối quan hệ như hợp tác làm ăn hoặc tình cảm, gia đình. Sức khỏe giảm sút, đau yếu bệnh tật, hao tổn tiền bạc, khiến công việc bị gián đoạn. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành thì 2024 là năm trung bình với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Công việc làm ăn có lúc thăng lúc trầm, nhưng tựu chung lại vẫn ở mức bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Tiền bạc cũng duy trì bình ổn, không bị biến động quá mạnh. Gia đạo hay các mối quan hệ hợp tác bên ngoài có chút mâu thuẫn, nhưng không quá lớn. Có điều sức khỏe đi xuống trông thấy, ốm đau thuốc thang tốn kém. Xem tử vi năm 2024, tuổi Tân Hợi, nam mạng và nữ mạng, theo sao hạn. Đối với nam mạng tuổi Tân Hợi, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nam mạng tuổi Tân Hợi gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, có gặp hung dễ hóa cát, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, năm 2024, nam mạng tuổi Tân Hợi gặp hạn Huỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tiểu kết, năm có phước tinh chiếu mệnh, nam mạng Tân Hợi gặp hung hóa cát, khó khăn hay thách thức trong công việc tuy có nhưng đều được xử lý kịp thời, thu về không ít trái ngọt trong năm. Kinh doanh, buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm, khó tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Tuy nhiên, sức khỏe giảm sút nhiều, bệnh tật phát sinh, nhất là các bệnh về khí huyết khiến đau đầu, chóng mặt liên miên. Ngoài ra, đề phòng tai nạn đường sông nước. Đối với nữ mạng tuổi Tân Hợi, theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nữ mạng tuổi Tân Hợi gặp sao Thủy Diệu. Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. Theo niên hạn, năm 2024, nữ mạng tuổi Tân Hợi gặp hạn Toán Tận. Gặp hạn Toán Tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, năm có Thủy Diệu tinh chiếu mệnh, nữ mạng Tân Hợi có tài lộc khá vượng, làm ăn dù nhiều thách thức nhưng vẫn tìm thấy cơ hội tốt, mang về nguồn thu nhập đều đặn. Kinh doanh, buôn bán năm này được lộc, trong nhà có hỷ sự, không ít chuyện vui mừng. Có điều, cần đề phòng thị phi, mất mát của cải, đau ốm bệnh tật mà phải thuốc thang chạy chữa tốn kém mới khỏi. Ngoài ra, cẩn thận trọng đường sông nước, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu ốm đau vào tháng 11 thì rất nguy hiểm, cần đặc biệt lưu tâm. Xem tử vi 2024, tuổi Tân Hợi, nam mạng và nữ mạng, theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Tân Hợi gặp vận niên, hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi 2024, nhờ có vận quý nhân vượng, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng có người giúp đỡ, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về sự nghiệp. Năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè,
đồng nghiệp tốt, dù bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho Tân Hợi những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến nhanh chóng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, cát tinh hoa cái và thiên quan, mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2024. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp, cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét về phương diện tài lộc, tài vận của người tuổi Tân Hợi ăn theo sự nghiệp nên được coi là rực rỡ, bố cục thực thần sinh tài, lại có cát tinh cao chiếu nên tài lộc trong năm khá tốt. Dù làm trong lĩnh vực nào cũng có cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc hanh thông bất ngờ, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn, kinh doanh tìm ra được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bản mệnh biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí càng là khi khó khăn, con giáp này lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những ai có ý định khởi nghiệp lĩnh vực mới thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những người nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy, nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, đây là năm tốt nhất để Tân Hợi thêm sự lãng mạn vào đời sống tình cảm của mình. Việc khám phá những điều mới mẻ, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng với nửa kia sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình của Tân Hợi năm nay, nên chú ý tránh xa những cãi vã và xung đột. Bạn nên tôn trọng không gian cá nhân của người khác, đồng thời cho mình một không gian riêng để làm những việc riêng và là chính mình. Quý vị thân mến, như đã tiết lộ, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác anh chị tuổi Tân Hợi về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch, để quý cô bác anh chị có được sự chuẩn bị tốt cho tương lai nhé. Đầu tiên là tháng 6 âm lịch. Đây được coi là tháng sẽ có những chuyển biến tích cực với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Rũ bỏ những khó khăn, trở ngại trước đó, con giáp này sẽ đối mặt với những thách thức mà cũng chính là cơ hội để đổi vận cho mình. Bản mệnh sẽ có những bước khởi đầu khá ấn tượng, thu về lợi nhuận khá tốt trong đầu tư, kinh doanh tại thời điểm này. Tháng 6 âm lịch được tam hợp trợ mệnh, đòi hỏi tuổi Tân Hợi phải có sự quyết đoán, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Nếu có được khả năng nhạy bén với thời cuộc và đánh giá tình hình chính xác, thì chắc chắn tháng này thu nhập của bản mệnh sẽ tăng cao gấp bội, do giảm bớt được những tổn thất không đáng có. Người làm công ăn lương có thể xem xét để làm thêm nghề tay trái. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tuy vất vả, nhưng dễ thở hơn so với nỗi lo về cơm áo gạo tiền.
để giảm bớt phần nào. Tháng cuối cùng là tháng 9 âm lịch. Có được nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng từ cục diện nhị hợp, con giáp này có thể triển khai những kế hoạch táo bạo hơn, thu về nguồn lợi cũng cao hơn hẳn so với trước kia, khi chưa có gì trong tay. Tất nhiên, không thể bỏ qua tầm quan trọng của vận may, khi mà rất nhiều cơ hội kiếm tiền của những chú heo đều do vận mệnh đưa tới, may mắn mà có được. Với những bạn làm công ăn lương, thì không cần phải bươn chải thêm nhiều công việc ngoài lề, mà hoàn toàn có thể sống tốt với công việc chính của mình. Nói thế là bởi vì bản mệnh sẽ thấy được những cơ hội khá lý tưởng để khẳng định năng lực của bản thân, đồng thời gặt hái được thành quả nhiều ấn tượng mà chắc chắn là cấp trên sẽ không thể không chú ý tới, cơ hội nhận tiền thưởng nóng hay được thăng chức tăng lương là khá cao. Tháng phát tài thứ 3 đó là tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm, vận trình của con giáp này có những lợi thế hết sức lớn lao trong tháng mới nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh chiếu mệnh. Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn. Bạn đừng quên cuối tháng có thực thần xuất hiện, ban cho bạn cơ hội kiếm tiền vô cùng lớn, tiền bạc thu về túi một khoản rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Công việc có khá nhiều chuyển biến tích cực, chẳng những mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Hầu hết những khó khăn trước đây đã được tháo gỡ, nên con giáp này nhanh chóng tìm được giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự trau dồi kỹ năng, kiến thức mới có thể theo kịp thời đại. Tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhờ những cơ hội tiến triển tốt đẹp trong công việc, nên hứa hẹn thu nhập của bản mệnh tăng lên đều đều. Chính tài được đảm bảo, bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này, hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức tưởng tượng, kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Trong tháng mới, tuổi Tân Hợi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một nửa tình yêu cho mình. Các hoạt động đồng đội cũng hứa hẹn đem về cho quý vị những mối quan hệ như ý. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kéo theo thu nhập được đảm bảo, thậm chí tăng đều dành cho những khoản lương, thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn vẫn có thể khiến tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Thời điểm này, bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp chính hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình, kẻo cuối cùng công việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Dù có nóng vội muốn gia tăng tài sản đến đâu, nhưng nếu chưa phải thời cơ thích hợp cũng đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ. Bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng ngũ quỷ sẽ không tốt cho việc đầu tư mới, mở rộng hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, hay kẻ xấu lợi dụng sự cả tin, thiếu kinh nghiệm của bạn để trục lợi. Vì thế, chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì, đặc biệt khi người có kinh nghiệm ngăn cản, thì đừng có cố làm ngược lại để thể hiện bản thân mình. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này bản mệnh cũng tránh cho vay mượn khoản lớn. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Tân Hợi, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Tân Hợi, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Để phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng Tân Hợi,
hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn trong năm 2024 âm lịch tới đây, quý vị cũng có thể tham khảo một số mẹo phong thủy như sau. Đầu tiên là Phật bản mệnh. Người tuổi Tân Hợi nên thờ cúng những vị Phật này để có thể dẫn dắt bản mệnh đi một con đường tốt hơn, cũng như tìm đến một cuộc sống an lạc. Đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Phật A Di Đà. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Tân Hợi nên đeo bên mình những vật phẩm phong thủy như Tỷ Hưu, 12 con giáp vòng tay phong thủy, Thiềm Thư, Cóc Tài Lộc, Chúa Giêsu. Tiếp theo là hướng tốt, hướng xấu cho nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có cung mệnh là Khôn, thuộc Tây Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Hướng tốt theo bát trạch là hướng Tây Bắc, tức Càn, được Phúc Đức, Vũ Khốc Kim Tinh. Hướng chính Tây, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tinh. Hướng Đông Bắc, tức Cấn, được Sinh Khí. Chọn vợ chồng hoặc đối tác nên chọn những người thuộc Tây Tứ Mệnh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, cửa bếp nên chọn hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Nhà vệ sinh, phòng bếp nên chọn Ất, Nhâm, Quý. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để có được may mắn và rước tài lộc. Về sức khỏe, treo hổ lô gỗ hướng Sinh Khí, Phúc Đức, hoặc cũng có thể đặt bình hoa to ở hướng sao tốt. Về công danh, đặt ấn thăng quan hoặc các đồ dùng có biểu tượng cho nghề nghiệp theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, thủy tinh cầu ở phòng khách, thờ Văn Xương Đế Quân theo hướng sao tốt. Về tài lộc, đặt một bể cá hướng Tây Nam, có 5 hoặc 8 con cá vàng, treo tranh đôi cá chép theo hướng sao tốt. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ Tân Hợi, sinh năm 1971. Nữ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, có cung mệnh là Tốn, thuộc Đông Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Theo bát trạch gồm có hướng chính Bắc, tức Thảm, được Sinh Khí, Tham Lam Mộc Tinh. Tướng chính Nam, tức Ly, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tinh. Hướng Đông Nam, tức Tốn, được Phục Vị, Phổ Bật Thủy Tinh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, hướng cửa bếp nên chọn hướng Nam, Bắc, Đông Nam. Nhà vệ sinh, bếp nấu nên chọn Sửu, Tân. Chọn đối tác nên chọn những người thuộc Đông Tứ Mệnh. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và rước tài lộc. Về tài lộc, có thể đặt tượng ảnh thần tài, treo sâu tiền ngũ đế theo hướng sao tốt. Về công danh,
cho một bức tranh cát tường như ý, ấn thăng quan, hoặc đặt một biểu tượng nghề nghiệp gia chủ theo hướng sao Tốt. Về sức khỏe, trồng một cây trúc hoặc cây vạn niên thanh, đặt bình hoa theo hướng sao Tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, treo một cây bút lông theo hướng sao Tốt. Quý vị thân mến, có câu chuyện ý nghĩa Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý vị như sau. Câu chuyện mang tựa đề Trong bệnh viện. Nghe xong điện thoại, ông bác sĩ khoác áo vội vàng đi tới bệnh viện. Tới nơi ông liền thay áo để vào phòng mổ. Ngay trước cửa phòng có người nhà bệnh nhân đang đợi. Đó là người cha của cậu bé. Ông này tỏ thái độ cáu giận khi vợ nhìn thấy bác sĩ đang bước tới. Ông làm gì mà giờ này mới tới? Cứu người như cứu hoa, làm sao chờ được ông? Trong khi con trai tôi đang nguy kịch, ông có thấy mình có trách nhiệm nghề nghiệp hay không? Vị bác sĩ này vẫn điềm đạm trả lời, không một chút giận dữ. Tôi xin lỗi, lúc này không phải ca trực của tôi, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây, và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha lại càng nổi giận, tịnh tâm à? Nếu con trai ông đang nằm trong phòng cấp cứu như thế kia, thì ông có tịnh tâm nổi không? Nếu con trai ông sắp chết, ông có thể đùng đỉnh như thế được không? Vị bác sĩ điềm đạm trả lời, tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh, thân trần chuồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất như thân trần chuồng, Chúa sinh ra ta, Chúa lấy đi lại, xin chúc tụng Chúa. Tôi cũng như các bậc bác sĩ, không có khả năng giữ lại mạng sống, ông hãy đi vào cầu nguyện cho con trai mình đi, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa. Người cha phàn nàn, ông không ở vị trí của người khác nên dễ khuyên răn nhỉ. Vị bác sĩ im lặng đi vào phòng mổ và ông miệt mài nhiều giờ liền trong đó. Xong buổi phẫu thuật ông vui vẻ bước ra, tạ ơn Chúa lòng anh, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ đi thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha cam giảm, cứ là bác sĩ thì cao ngạo như vậy chứ. Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời tôi, để tôi biết tình trạng sức khỏe của con trai mình. Cô y tá cúi xuống tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời. Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy vừa mới qua đời hôm qua do một tai nạn, hôm nay bác sĩ đang lo tang sự cho cậu con. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, bác sĩ vội vàng tới đây ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác sĩ trở về để tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Bài học rút ra, đừng vội đánh giá người khác, người cha trong câu chuyện trên, và vội vàng nhận xét vì bác sĩ qua vẻ bề ngoài tĩnh lặng của ông. Thế mới thấy, đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai, khi chúng ta không biết được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực để vượt qua. Lỗi lầm chung của chúng ta trong cuộc sống này là hay bị vẻ bề ngoài đánh lừa trong những phút đầu gặp gỡ. Vẻ bề ngoài có thể chỉ là gây ấn tượng nhất thời, nó không thể hiện đúng bản chất của con người. Để hiểu một khuôn mặt xinh đẹp, không đảm bảo là tâm hồn của họ đẹp hay xấu. Một người có ngoại hình khó ưa, chưa hẳn là một kẻ xấu. Vẻ ngoài đáng tin, không có nghĩa là họ hiền lành, vô hại. Nếu mọi thứ đều rõ ràng đến thế, thì chúng ta đâu cần phải mạnh mẽ, vững vàng trong những quyết định vì mọi thứ đã quá rõ ràng và dễ dàng. Chiếc áo không làm nên thầy tu, vì thế hãy luôn nhìn nhận bản chất của vấn đề. Bản chất của một con người nên dừng lại khi chúng ta bắt đầu nhận xét về một ai, cô này thế này, cô kia thế kia, hãy tập trung dừng suy nghĩ lại. Những lời nói tương tự như thế sẽ không được phát ra từ miệng của bạn nữa. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 3 tháng phát tài năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị có thể gia tăng được may mắn, đón cát lành, tránh điềm dữ trong thời gian tới. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị có thể để lại thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình có thể luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, đồng thời nhấn vào quả chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.